Xin chào tất cả anh em, chào mừng bài lá bịp. Thì ngày hôm nay thì công ty cờ bạc bịp mới làm một cái video để giới thiệu tới anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 12D nhìn xuyên bài. Thì đây là cái sản phẩm mới nhất năm nay. Đấy, ưu điểm của cái kính Mỹ 12D này là đeo êm mắt này, không đau mắt, không còn mắt, và thời gian sử dụng lên đến 3 năm. Và thời gian đeo anh em có thể đeo được cả ngày đó nhá. Và cái công nghệ sản xuất bây giờ nó rất là tinh vi, đeo kính thì rất là thích luôn. Thì bên trong cái hộp sản phẩm này sẽ bao gồm là hai cái lọ thủy tinh, mỗi một lọ thế đẹp để bên mắt đấy, và một cái bộ dụng cụ để mà anh em đeo kính khi chơi này, cái cây đeo này, hộp để mang đi xa này, gương này đấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái kính cho anh em xem. Đây là cái kính Mỹ 12D này. Khi anh em sử dụng, lấy kính ra, gắp kính ra, anh em sử dụng cho mình cái tăm bông ngoài tai này đấy, để mà lấy nó êm hơn, tránh trường hợp làm rách kính, xước kính. Đấy, và đây là cái cây đeo. Cách sử dụng rất đơn giản đấy, anh em đi tập 5 phút là được. Đó, anh em để cái kính này lên cái cây đeo là anh em áp thẳng vào mắt. Đấy, anh em nhìn nhá, rất là mỏng luôn. Áp vào mắt thì là khi áp vào mắt thì nó sẽ ở trong mắt luôn. Và nó rất là mềm, nó như lụa luôn, anh em yên tâm nhá. Và có một ưu điểm như này này. Rất nhiều anh em hỏi là khi nhìn vào mắt có phát hiện không, mình khẳng định luôn màu tím này thôi, nhưng mà khi vào mắt là trùng với màu mắt luôn, là không thể nhìn thấy. Đấy, không thể nhìn thấy anh em nhé. Đấy, khi chơi thì là anh em chỉ cần thao tác rất đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả, đeo và rất là dễ. Thì ngoài cái dòng kính 12D này thì bây giờ mình còn phân phối những cái mẫu kính khác nữa, 10D, kính Hàn Quốc này, kính Nhật Bản này, và kính Mỹ hộp gỗ. Thì tùy vào cái tài chính anh em dùng cái kính nào thì mình sẽ bán cho em loại kính đấy. Và đặc biệt anh em lưu ý cho mình này, khi chơi cái bộ môn kính áp tròng như xuyên bài này, anh em cần đi kèm theo những bộ bài. Thì bài bên nhà mình có rất nhiều bộ bài đấy, bài rồng xanh, rồng đỏ, rồng vàng này, bài Đức Bạc Ca 2001 như này này, rất là nhiều mẫu. Hay là bài nước ngoài, bài Texas, anh em nước ngoài có cả bài nước ngoài cho anh em. Thì khi anh em đeo kính áp tròng nhìn trên bài thì sẽ nhìn bài như thế nào? Đây, mình sẽ đeo cái kính thử vào mắt camera để anh em có thể nhìn qua xem nó như nào nhá. Đây, mình sẽ sắp xếp con bài ra đây. Đấy, khi bài không sử dụng thì nhìn nó bình thường như này thôi, khi không đeo kính. Đấy, không sử dụng kính thì nhìn nó bình thường như này. À, thì em nhìn thấy không? Đấy, như một bộ bài bình thường luôn này. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính thử camera này vào để vào trong bài để anh em nhìn thử cái xem nhìn bài nó như nào nhá. Đây, đấy anh em nhìn không? Hiện rõ số 11 luôn này. Đấy, chơi bài nhìn như bài ngửa này thì anh em chơi tiến thắng 100%. Ví dụ đánh liêng hay là đánh bất kỳ cái gì là mình nhìn được bài điểm của ta. Đấy, em nhìn chưa? Rất rõ ràng. 1 2 3 4 này, 5 6 này, 7 8 này. Cái con 9 là cái hình móc chìa khóa, con 10 là cái dấu cộng. Đấy, JK. Rất là nét luôn, nét căng anh em nhìn nhá. Đấy, khi bỏ ra này. Đấy, như bình thường luôn này. Đeo kính thử vào này. Anh em lưu ý cho mình này. Đây là mình đeo kính thử nhá, để cho anh em xem hình dung ra cái khi đeo kính áp tròng thì nó nhìn như nào. Khi mà anh em đeo cái kính này thì nó sẽ gõ rõ luôn, gấp vài lần nữa là nét căng luôn nhá, chứ không có chuyện nó như thế. Thì anh em có nhu cầu mua cái sản phẩm kính áp tròng như xuyên bài này thì anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội ngay gần bến xe Mỹ Đình, và ở trong Sài Gòn là ngay gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Để anh em cứ đến cửa hàng trực tiếp nhé để mà test hàng. Còn anh em ở xa thì mình sẽ hỗ trợ gửi đường bưu điện, đường xe đỏ. Thì anh em lưu cho mình này, khi nhận hàng anh em cứ nhận đúng hàng đúng kính, anh em thanh toán tiền. Đấy, còn bên nhà mình là đại lý lớn, bán hàng xong là anh em còn phải mua bài nữa, cho nên là tránh trường hợp là cháo đổi hàng hay là làm hỏng hàng, anh em cứ nhận đúng cái mẫu kính anh em mua này là anh em thanh toán tiền cho bên bưu điện hoặc bên nhà xe. Đấy, hoặc anh em còn không anh em phải qua trực tiếp cửa hàng. Đấy, thì video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là máy bài bịp. Rồi, cảm ơn anh em xem video.
Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì bên công ty máy đánh bài bịp CVK này làm cái video để giới thiệu đến các bạn những cái sản phẩm máy đánh bài bịp mới của hãng. Thì trên trước mặt các bạn đây là những cái dòng máy đánh bài vừa được chúng tôi sản xuất và nâng cấp những phần mềm này và hệ thống camera giúp con máy đánh bài báo nhanh hơn đấy, và đọc bài là chuẩn xác hơn, chính xác tuyệt đối 100%. Thì giới thiệu trước mặt các bạn đây là con máy đánh bài CVK ngụy trang trên một con Samsung. Con này thì là giá tầm trung các bạn nhé. Con này là CVK680S được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Đây là CVK700 cũng ngụy trang trên nền một chiếc iPhone. Và đặc biệt có hai con máy đánh bài CVK800 và CVK900 là ngụy trang trên nền một con iPhone 13 đấy, rất đẹp luôn, máy rất là đẹp. CVK800 các bạn nhé, CVK800 và CVK900, đây là hai mẫu đánh bài là tích hợp công nghệ cao cấp nhất. Thì để chơi bộ môn này thì các bạn cần luồn bộ bài mà cái bộ bài mã vạch. Thì đây là những cái bộ bài mã vạch này, nó giống bài bình thường, chỗ các bạn chơi cái bài gì bên cạnh tôi đều có để cung cấp cho các bạn đấy. Thì để không làm mất thời gian của bạn, tôi sẽ đi vào tôi đánh cho các bạn những để các bạn thấy cái độ hiệu quả của cái máy này nhá, và tốc độ báo bài của nó như nào. Nói qua về cái ưu điểm của con máy đánh bài CVK800 và CVK900 này thì thiết kế của nó rất là đẹp, cứng cáp và tầm quét của nó rất rộng và xa đấy, và nhanh. Đấy là những cái ưu điểm. Tôi sẽ test cho các bạn cái môn bài liêng của CVK900 nhé. Thì khi chơi thì các bạn sử dụng cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này, các bạn cho vào nhĩ tai đấy. Thế còn bình thường thì tôi test thì tôi để ra ngoài luôn. Mặc định khi các bạn cài đặt máy thì tự động sẽ kết nối tai nghe và không phát âm thanh trừ khi để cố tình để ra ngoài đấy, các bạn không lo là đang người nó lại nói nhá. Tôi đánh thử môn liêng, tôi để cho là báo một nhà lớn nhất. Đây bài đây, đặt thế này. Máy báo 1 đấy, các bạn đặt ra là báo thôi. Máy báo 1. Đây. 4 điểm thôi nhưng mà nhấp nhá. Đấy. Nhà số 2 này chỉ có 2 điểm này. Nhà số 3 này 1 điểm này. Nhà số 4 3 điểm này. Thế trong quá trình chơi các bạn phải tăng giảm người chơi đây. Đấy. Đấy là tốc độ của con máy CVK900. Bài thì đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy, cắt đi để báo này. Đấy, rất nhanh. Đây là con CVK900 này. Vừa rồi là tôi vừa chơi thử mua cho các bạn môn liêng. Cái con này thì có thể chơi tất cả các môn bài nhà Việt Nam nhé. Ngoài Bắc chơi ba cây này, liêng sâm phẩm chắn này, trong miền Nam chơi bài cào, binh thuật xám, binh Ấn Độ, gờ hâm năm lá và biểu. Thì đây là con máy đánh bài CVK800, tất cả nó còn đều nguyên siêu này nhé, đấy mới đét 100%. Tôi sẽ test cho các bạn môn ba cây. Thì tất cả chơi thì các bạn cài đặt thì nó đơn giản không có gì cả. Tôi để 4 người chơi chế độ ra ngoài môn bài 3 cây. Thì đánh 3 cây thì lại phải bỏ lọc. 9 ăn. À 9 nhịn 10 ăn, môn bài 3 cây là như vậy. Với cái máy này anh em chưa được binh sập xám này, binh Ấn Độ và bài cào nhé. Ở trong miền Nam hay chơi những các môn đấy. Tôi để 4 người chơi. Đó. Máy báo 1 thì các bạn bỏ đi một lá. Đấy, nhất 1 chia 1.
đấy. Thì chơi ba cây thì cứ bốc, thì mình bốc cái thì là mình nhất. Cái đây là 9 điểm này đấy, mình tính cái như bình thường. Đây cũng 9 nhưng mà 9 nhỏ hơn đấy, 9 có 2 rô thôi. Đây của nó là tận 6 rô cơ đấy. Đây là 8 điểm đấy, bạn đấy à, báo rất nhanh luôn. Tôi test thêm các bạn muốn liêng cái của máy, con máy này. Liêng thì tôi để báo chế độ hai người đi, hai nhà lớn nhất nhé, vấn đề bốn nhà chơi cho nó dễ chơi. Để liêng thì lại chơi cả bộ cả người luôn. Đặt 4-2 này, cắt đi này, đấy chưa, 2-3 nhá, mình sẽ tính là 2-3 này, cái thứ hai cắt đi ạ. Và khi tôi nhân bài lên thì nó lại chia một con bài nó khác và nó quét vào, thì mình tính cái thứ 2-3. Đấy. Quán nhìn qua này rất chuẩn luôn nha. 2 là 7 này. Đấy. 3 là 6 này. 5 này. Đấy. Thì cháo đều thêm một chút nữa cho nó đi bớt người. Test cho các bạn vắn nữa đây. Thì khi các bạn chơi ạ, thì các bạn kết nối với tai nghe nó sẽ không báo cái này nhá. Các bạn lưu ý như vậy, không phải lo nó nói này đâu. 1-4. Một liêng nhá, 1-4. Thế đây. Máy báo 1 thì là liêng rồi này, 2-3-4 này. 4 này. 4 là 7 điểm này. Đấy. Những nhà còn lại này. Không có gì này. Thế đấy là con máy đánh bài CVK 800. Vậy chúng ta sẽ chuyển căn sang con CVK 700. Đây con CVK 700 này, tôi sẽ đánh cái môn bài cào đi. Bài cào miền Nam. Để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đặt đây. Đây hiện giờ đang kết nối vào tai nghe. Tôi sẽ mở vào chế độ ra ngoài. Đó. Đây là một con máy bài CVK 700 đánh bài cào. Máy báo 1 chắc chắn là 10 là số 1 lớn nhất rồi.